cháy ghi đảo không? Trời ơi, qua chiếc thứ hai nó cháy lớn, chiếc thứ hai rồi. Ôi, lại qua chiếc thứ hai luôn. Rồi. Cái này là chiếc thứ ba, cái chiếc ở bên hai bên cạnh kia người ta có xịt nước nhỏ nhỏ nhưng mà đâu có. Không có ăn thua. Không ăn thua. Trời ơi, gió kiểu là. Gió nó sau nó cháy lớn rồi, chiếc sau. Coi chừng cái chiếc đó nó nổ, tại vì cái chiếc đó hồi nãy giờ dầu nó còn trong ghe. Ôi, mình đứng xích ra chứ. Ừ, mình sợ thiệt luôn á. Nó kinh khủng, ở gần đây nó kinh khủng lắm mọi người ơi. Cái kiểu giống như là chết rồi. Trời ơi, chiếc đó. Chiếc đó nó lan nhanh quá à. Ôi cháy nhanh quá, Ôi lại chú sợ quá nổi hết da gà luôn á. Ôi nó Phật lửa rồi. Mua Phật. Ôi nó mua gì đó Phật. Lại chú ơi, trời ơi. Ôi kinh khủng. Ôi nổi hết da gà mọi người ơi, ở đây nó kinh khủng lắm. Nó mua gì đó Phật. Quay thấy Nam Bồ Tát mà mua gì đó Phật luôn. Nam Bồ Tát. Trời ơi, gió ngừng lại đi, trời ơi, gió ngừng lại đi, trời ơi, cháy nổ người ta hết rồi. Trời ơi, một phật. Trời ơi, sao mà cháy lửa quá vậy? Trời ơi. Trời ơi, gió ngừng lại đi, trời ơi, nó lan lớn lắm rồi. Nó nổ mọi người, nó nổ. Nó môi là bận rừng mà. Nó nổ mọi người, nó nổ. Lan ra nó cháy hết cái ghe luôn mọi người ơi, nó cháy kinh khủng. Đi chỗ khác, chỗ này gần quá. Đi xuống dưới. Em đi xuống ở đây nó đứng xa như vậy mà nó nóng kinh khủng luôn mọi người ơi, nó nóng. Đi xuống đường này đi nhỏ ơi, đi đường này nè. Đi xuống lẹ đi. Khủng lắm mọi người ơi. Ôi nó lan qua chiếc này nữa luôn rồi nhỏ ơi. Nó ở dưới. Nó cháy ở dưới cái ghe này luôn rồi. Cái ghe gần nhất đây nè. Nó cháy ở dưới đất lên rồi. Trời ơi nó cháy lan rồi. Nước như vậy làm sao. Nước như vậy làm sao mà cứu. Trời ơi, cái nước gì làm sao mà cứu, là đang gió lớn. Người ta chỉ tài gió thôi chứ làm sao mà giặt được. Trời ơi. Bây giờ người ta chỉ có thể là người ta tài ở phía này để cho nó khỏi cháy lan ra nhà dân thôi chứ làm sao mà người ta giặt. Cái con tàu nó lớn lắm mọi người nhìn với cái người đứng ở đây nè, cái con tàu lớn kinh khủng lắm. Trời ơi, nó cháy hết quá trời ghê rồi. Ôi nó cháy lan hết quá trời của người ta. Ôi mô Phật ơi. Mô Phật nó mô gì là Phật đừng có cháy nữa. Trời ơi. Mô nó cũng cháy qua cái nhà ông ngoại luôn. Mô mấy cái tàn lửa nó bắn ra. Ôi nước vậy làm sao mà cứu đây.
sắp hết sức rồi, cái này nó quá, người ta bây giờ cái cánh cháy lan rồi. Nó nổ. Cánh cháy lan thôi chứ làm sao mà dập được. Nó nổ mọi người ơi. Đừng có cháy nữa mà. Nhà nóng quá à. Em đứng ở đây đó xa mà nó nóng kinh khủng. Ở phố 2 ngay chỗ nhà My á, Ni ơi, nguyên một bãi ghe, mấy chục cái xích cái ghe của người ta nó cháy lan hết trơn rồi. Ôi ơi, ở đây nghe tiếng nó nổ, hồi nãy nó cháy có một chiếc, ôi bây giờ nó lan ra kinh khủng như vậy nè. Cái ghe này là cái ghe lớn lắm mọi người, ghe đảo mọi người coi. Con người đứng nó nhỏ xíu ở dưới đây là cái ghe to lắm. Ôi mẹ ơi, nó nổ rồi mẹ ơi. Nó nổ. Nó nãy nó nhỏ thôi mọi người, nó quá lớn giống như vậy. Trời ơi. Mọi người thấy con người đứng nhỏ xíu ở dưới đây nè. Người nhỏ xíu ơi, cái ghe nó to lắm. Người có thấy người không? Con người nhỏ xíu ở dưới đây nè. Hết trơn rồi. Dưới rồi nó chảy cả một chục chiếc, nó chảy rụi hết. Người ta chạy đi. Nóng quá. Trời ơi, nó nổ. Trời ơi. Cái ghe này là ghe lớn không mọi người, ghe lớn dữ lắm. Chạy nhanh quá không có cứu được đâu mọi người ơi. Gió nó thổi như vậy, nước xịt như vậy làm sao mà cứu được. Người chạy rồi chị ơi. Hồi nãy nó cháy có một ghe thôi. Người ta lên, người ta cố gắng cứu kìa. Trời ơi, em đứng ở đây mà nó nóng lắm mọi người, cái sức nóng nó kinh khủng. Trời ơi,
Mọi người thấy hồi nãy cách đây 5 phút cái ghe đó nó chưa có cháy gì hết á. Nó còn nguyên. Đầu tiên là cái ghe này nó cháy nè. Cái giữa này cháy. Nó lan ra mà mới cách đây 5 phút cái ghe này chưa hề cháy. Mà mọi người bây giờ coi không có cứu được. Nó cháy rồi, nó nổ trong nó luôn. Không có cứu được mọi người ơi. Gió nó thổi lên nè. Trời đất ơi. Mô Phật đừng có cháy nữa Mô Phật. Mấy phút đồng hồ rồi mọi người ơi, nó cháy trơ khùng luôn. Mình đứng ở đây mọi người coi nó nóng, nó nóng kinh khủng. Ở phố 2 mọi người ơi, ở phố 2 lớn lắm. Trời ơi mọi người ơi. Mọi người biết ở chỗ này mấy trăm mét vuông toàn là lửa không đó, nó lớn lắm. Mọi người nhìn người nè, có người có chút xíu ở đây rồi mọi người thấy không? Cái ghe nó to lắm. Cái ghe nó to lắm mọi người, con người có một chút xíu thôi. Con người đứng có chút xíu thôi mọi người. Gió nó thổi mạnh lắm. Mọi người ơi, cầu nguyện đi mọi người ơi, mua ai gì để bật được cái chị nữa. Nó nóng kinh khủng, mọi người có hình dung được không? Cái nhà như vậy nè, cái ghe này nó bự lắm. Bự lắm mọi người. Nhà em không có ghe, nhà em không có ghe. Ghe này thường là của ngôi đảo Phú Quý, người ta vô, người ta sửa chữa. Thương lắm mọi người ơi, coi những ghe nó làm sắp xong rồi, sắp đi xuống rồi, mà bây giờ cháy. Mọi người hình dung được không? Cái ghe nó bự lắm. Nó bằng mấy cái nhà á. Làm sao mà cứu, gió nó mạnh lắm mọi người ơi. Nó cháy mạnh lớn lắm mọi người ơi. Nhìn con người ta đi, con người có một chút xíu vậy nè, cái đám cháy nó khủng lắm. Cứu hỏa đến nhiều lắm mọi người ơi, nhưng chưa có cứu được. Xe cứu hỏa nè, xe cứu hỏa nhiều lắm mà chưa có cứu được. Anh Bi, Bi sao vậy? Ôi nóng quá mọi người, nóng quá, em đứng cách ra nó cả cây số, nó nóng lắm. Mọi người có thấy cái nhà không? Cái nhà nhỏ như vậy, cái ghe là to gấp 2, gấp 3 cái nhà á.
ghe của người ta mọi người ơi, ghe của người đảo Phú Quý người ta vô đây người ta sửa chữa. Cháy hết tài sản của người ta mọi người ơi. Cái ghe nó to lắm. Nó to bằng mấy cái nhà mọi người. Nó cháy ở đây một cụm rất là nhiều. Cái ghe nó cháy trơ khung luôn ơi. Khi mà em phát hiện ra là nó mới cháy có một cái ghe thôi, cảm giác là mình sẽ dập được á. Mọi người là phát hiện cháy là mọi người gọi cứu hỏa liền rồi. Nhưng mà gió này mọi người thấy gió nó thổi mạnh lắm. Nó lan ra rất là nhanh. Mới hồi nãy khi em quay á là mọi người ở trên những cái ghe xung quanh này nè, mấy cái này nè, là người ta còn đang cố gắng người ta cứu đồ. Nhưng mà một xíu nữa thôi là người ta bỏ người ta chạy hết rồi, cứu không có được. Cứu không được mọi người ơi, cái ghe nó lớn kinh khủng lắm. Mọi người thấy người ta đứng trên cái ghe không? Con người có chút xíu thôi, cái ghe to lắm. Là bây giờ gió nó thổi như vậy, làm sao mà cứu? Làm sao mà cứu đây? Xe cứu hỏa đến nhiều lắm mọi người ơi, mấy xe rồi nhưng không có cứu được. Cây ghe nó to mà nó cháy lớn như vậy, làm sao mà xịt nước nổi. Em không biết mọi người có ai bị sao không, hồi nãy khi mà người ta còn đang đứng người ta cứu đồ, cố gắng cứu đồ những cái xe xung quanh, những cái ghe chưa cháy đó, là còn nhiều người lắm. Xong rồi nó nổ là em thấy người ta chạy xuống, nhưng mà không có biết là có còn ai hay không. Người nhìn nè, cái nhà nè, còn cái ghe nó to đùng này nè, nó cháy hết một bãi biết bao nhiêu chiếc ở trong này. Ở đây là cái bãi sửa chữa ghe tàu mọi người, một cái bãi này đậu nhiều ghe lắm, tới mấy chục chiếc. Mọi người nhìn ra xa đây nè, ghe rất là nhiều. Trời ơi, ở Phú Hải Phan Thiết các bạn, một cái ghe người ta mới tin to đùng. Cái ghe này nè mọi người, hồi nãy em mới quay nè, nó còn nguyên á, bây giờ nó cháy rụi hết của người ta. Nó cháy hết mọi người. Ôi mẹ ơi, nó nổ mọi người, nó nổ. Trời đó, mọi người có thấy nó cháy lan vào một chiếc nữa không? Chiếc này hồi nãy chưa có cháy nè. Gió nó mạnh lắm mọi người ơi, mọi người. Một chiếc ghe như vậy là mấy tỷ bạc đó mọi người ơi. Tiền của người ta không nữa mà nó cháy quá trời chiếc như vậy.
mọi người nhìn cái con người đây nè, có chút xíu ở đây mọi người có thấy không, con người nhỏ xíu như vậy đó. Mọi người nhìn cái người ở đây đi, có đám cháy đây nè, mọi người thấy chưa, làm sao mà cứu đây, làm sao mà cứu mọi người. Có cái bọt nước lớn đến nè, mọi người ơi, mọi người cầu nguyện đi mọi người ơi. Có xe lớn hơn nè, xe lớn hơn đến rồi mọi người ơi, mọi người cầu nguyện đi. Ôi ơi, xa quá, làm sao mà cứu đây. Không chạy thẳng tới luôn đi trời. Mọi người không có hình dung nổi nó cháy lớn như thế nào. Mọi người nhìn cái người đứng đó đi, mọi người có thấy người không? Đây nè, nhỏ xíu vậy thôi nè. Cứu hỏa đến nhiều lắm rồi chị ơi, nhưng mà không có xịt nổi. Chị nhìn kìa, lính cứu hỏa kìa, lính ở đây mọi người ơi, cái ghe nó to lắm như vậy. Trời ơi, em đứng đây cách xa nó một cây số mà nó nóng, nó nóng kinh khủng. Là vì đám cháy nó lớn quá mọi người ơi, cho nên mọi người thấy cái nước nó nhỏ. Ở đây tới mấy chiếc xe cứu hỏa đậu ở đây rồi nhưng cứu không được bởi vì nó lớn quá rồi. Mọi người hình dung được không? Một chiếc ghe nó cháy nhỏ lên thôi mình nghĩ mình dập được. Lúc đầu mới phát hiện em nghĩ chắc là người ta dập được tại người ta phát hiện liền rồi. Nhưng mà nó cháy lan ra, nó cháy lan ra, cái ghe này là mới lan ra đó mà nó chuỗi khung luôn rồi mọi người thấy không? Mong là đừng có người nào còn bị kẹt lại. Trời ơi, lúc anh ngủ ngoài kia anh nói ủa sao lên nó thấy có chút xíu à, tưởng đâu ấy. Nghe lộn, ý là em nằm ngủ cho nên em nghe la qua la lại cũng là quen nghe nghe lộn. Em nói đây gì chọn mấy ông đàn ông này đây gì thì chọn, anh thấy khối anh tưởng đâu mấy ông la bắt đầu ông đâu em gần em thấy lửa phật lên đâu sao ông kêu chứ cái gì mà gây lộn sùm mới nói gì đâu, người ta đốt đồ lính cứu hỏa người ta cũng đến đầy đủ rồi, mọi người xe cứu hỏa tới mấy chiếc. Nó nổ nó lan một chiếc này nữa, mọi người thấy ngoài rìa này không, chiếc này hồi nãy không có cháy, chưa có cháy đây nè, bây giờ cháy qua luôn rồi kìa, mọi người thấy không, nó cháy luôn chiếc đó nữa rồi. Trời ơi, chiếc bên kia giờ
chạy tới gần hơn rồi này, mọi người chạy tới gần hơn, nhưng mà phải nước chị, làm sao nước đủ nhiều mà cứu cái ghe nó to lắm mọi người. Cái ghe này nó dài cả 100 mét đó mọi người, con người có chút xíu vậy thôi nè, con người có chút xíu thôi, còn cái ghe nó to như vậy nè. Thêm một chiếc này nó cháy nè, cái chỗ mà anh lính cứu hỏa tới đó, chiếc đó là hồi nãy giờ không cháy, bây giờ nó cháy luôn rồi mọi người thấy không, nó cháy gần tới mấy anh cứu hỏa nè. Rồi nó bùng lên cái ghe đó luôn rồi mọi người ơi, nó bùng lên nữa rồi. Rồi nó bùng lên chiếc đó rồi mọi người thấy chưa, nó bùng lên kìa, nó cháy thêm một chiếc nữa rồi. Chiếc này cách đây 10 phút rồi, bây giờ nó rụi hết rồi đó. Nó nổ. Chị có thấy người đứng đây không? Người nè, còn cái ghe nó dài giống như vậy nè. Một bãi như vậy nó mấy chục chiếc ghe đậu ở đây mọi người ơi. Nó cháy chiếc này nó lan qua chiếc khác. Mọi người cầu nguyện đi mọi người, nó cháy nó bùng lên lớn nữa. Một chiếc ghe như vậy là mấy tỷ bạc đó mọi người, ghe lớn lắm, không phải ghe nhỏ đâu. Mấy chục tỷ là hả? Mấy chục tỷ, mấy chục tỷ hả? Còn hơn là nhà lầu ba bốn tầng nữa. Ghe này là ghe ngoài đảo á. Mấy... là chủ ghe nói hả? Ừ. Chủ ghe nói là mấy chục tỷ luôn mọi người ơi. Nó cháy hết mấy chiếc của người ta rồi. Một chiếc ghe mấy chục tỷ mọi người, nó dài lắm, nó bằng mấy cái nhà của người ta á. Mà nó cháy lan hết chiếc này qua chiếc khác rồi. Trời ơi mọi người thấy chiếc này không? Mới nãy dậy lên mà bây giờ nó trơ trụi hết. Mọi người ơi ghê nè. Ghê nhiều lắm. Hồi nãy giờ người ta thấy cháy người ta chạy bớt. Mấy cái ghê này là ghê đang dưới nước chạy được. Còn ghê này là ghê ở trên bờ. Ghe này trên bờ mọi người ơi, chạy không có được. Cái nhà nhỏ xíu, cái ghe nó to lắm. Chủ ghe nói là một chiếc mấy chục tỷ mọi người ơi. Trời ơi nó chạy hết mấy chiếc rồi. Kìa kìa, đó nó nổ mọi người ơi, nó nổ. Trời ơi nhanh lên cứu đi đi, nhanh lên cứu đi mọi người ơi, cứu đi.
Mọi người có thấy cái nhà chứ cái ghe không? Cái ghe nó lớn kinh khủng lắm mọi người à. Mọi người thấy trên điện thoại từ đây tới này là mấy trăm mét đó. Một khu vực rất là lớn, mấy trăm mét mà nó cháy như vậy nè. Nó nổ. Trời ơi, em nghĩ là cái phía ở bên kia ghe là bị cháy thêm mấy chiếc rồi. Tại vì ở bên này mình không có nhìn thấy đằng sau lưng mấy cái ghe này nè. Là nó còn mấy chục chiếc nữa, họ đậu gần nhau á để mà sửa chữa mọi người. Em nghe tiếng nổ. Em nghe tiếng nổ nhưng mà không phải ở chỗ này mà ở đằng mặt sau lưng ấy. Nghĩa là nó còn cháy mấy chiếc nữa đằng sau kia kìa. Em không có phải là chủ ghe nhưng mà mọi người không có biết là nó đau thương như thế nào đâu mọi người à. Cái con người nhỏ xíu vậy nè, cái ghe to lắm. Mọi người biết một cái ghe mấy chục tỷ của người ta đó. Mà nó cháy hoang tàn như vậy. Nó đau thương đó mọi người ơi, không phải tài sản của em đâu. Không phải tài sản của em, nhưng mà mọi người mà đứng đây chứng kiến mọi người cũng khóc như em thôi à. Cái chiếc đó bây giờ nó cháy thành một nửa luôn rồi. Mọi người có thấy công an không? Có thấy công an không? Thấy cứu hỏa không? Đây nè. Rồi điện mà cháy lèn hai chiếc luôn, gió bốc nữa chứ nó thổi chứ. Rồi đứng đây mà còn đóng nữa. Đậu mấy cháy không? Cháy mệt chịu nổ luôn, thở không? Nó càng ngày nó càng lớn mọi người ơi, nó lớn lắm. Tại mọi người coi qua màn hình mọi người không thấy nó kinh khủng như thế nào. Em đứng ở đây nó nóng, lửa nó lan qua tới đây nó nóng kinh khủng mà nó cháy. Mọi người nhìn thấy hình dung được không? Từ cái điểm này đến cái điểm này nó là mấy trăm mét đó mọi người à, nó quay nhỏ. Ra nổ em, em cũng sợ nó nổ, em đứng sẵn ngay cầu thang là có gì em chạy cho kịp nè. Nó nổ hồi nãy giờ nhiều lần. Em đứng đây là nó khoảng một từ ghe tới chỗ cái chân em đứng nó khoảng là một cây số mà nó nóng kinh khủng. Em phải đứng sẵn chỗ cầu thang để nó lỡ nó nổ văng là em còn chạy kịp. Là mọi người hình dung được nó cỡ nào không? Ở trên tàu, tàu này là tàu lớn đó mọi người. Tàu này người ta đi ra khơi xa lắm. Trên tàu là nó có dầu, có bình ga, máy móc trên tàu nhiều lắm. Bởi vì khi nó cháy lớn vô nó nổ. Này nhà của ông ngoại em nè. Em đang sợ nó cháy lan qua luôn á. Nó nổ nãy giờ nhiều rồi mọi người. Em đứng đi, em cũng phải đứng chỗ cầu thang nè. Lỡ cái gì em còn chạy kịp chứ không là nó cháy nhiêu này tới mấy trăm mét đó mọi người. Mấy trăm mét đó là cháy đỏ lửa luôn á.
Trời, cái này có vòi nước lớn rồi nè mọi người, có vòi nước lớn đến rồi. Nó nổ, mọi người có nghe được tiếng nổ không? Đây đây, em thấy có nước lớn hơn rồi mà. Dạ ở Phú Hài á chị, ở Phú Hài Phan Thiết. Đây. Có nước rồi, có nước rồi. Rồi em nhìn thấy rồi mọi người ơi. Ở đằng sau chiếc ghe này nó cháy 2-3 chiếc nữa rồi, nhìn thấy được rồi. Ở phía sau cái ghe này nè, phía sau ghe này nó đã cháy mấy chiếc nữa rồi. Cái này không phải trại ông Thuật anh ơi, trại ông Thuật là bên đối diện. Không thể nào mà cái vòi này nó cứu được, tại vì cái lửa nó lớn quá, nó cháy mà mấy trăm mét chứ không phải nhỏ xíu đâu mọi người. Mà cái xe, làm sao mà cái xe nước đó mà phun dập nó được, trong khi gió nó lớn quá trời nè. Gió nó đang lớn, mọi người thấy khói nó bay cuồn cuộn như vậy không? Gió lớn lắm, làm sao mà cái vòi nước đó mà cứu được. Cháy ở Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận mọi người ơi. Sao đâu, gió nó tạt xuống dưới kia hết à. Chạy xuống kia hết à. Này là chạy ghe Phú Hài đúng rồi em. Cái ghe này bây giờ nó đang bùng mạnh, cái ghe này với một cái ghe đằng sau lưng cái ghe này nè, cái ghe đậu kế tiếp cái ghe này nó đang cháy lớn. Dạ đúng rồi, gần quán. Mọi người không biết á, mọi người có hình dung cái con người đứng nhỏ xíu như gì nè. Con người chỉ có nhỏ xíu thôi. Đây nè, cái ghe to lắm. Cố gắng dập đưa. Đây đây, xe cứu hỏa chạy vô gần hơn rồi mọi người ơi, gần hơn rồi, gần hơn như gì mới cứu được. Cháy cái gì á? Cháy quá chừng luôn, cháy xong người ta sợ lan qua chiếc này. Đó, bắt đầu kêu cứu hỏa rồi, xong từ gió nó tạt á, nó tạt. Mọi người có biết khi mà cái lửa nó cháy lên nhỏ là mọi người đã phát hiện rồi, đã gọi cứu hỏa rồi, tìm cách cứu. Nhưng mà nó chỉ vài phút thôi, nó bùng tới mức mà không tưởng tượng nổi. Nó to tới mức mà mình thấy chắc chắn là dập không nổi mọi người ạ. Đúng rồi, đối diện trại ông Thuật. Xe cứu hỏa nhiều lắm mọi người ơi, xe cứu hỏa vô đầy sân nhà em luôn rồi, nhưng mà cái đám cháy lớn quá.
Mọi người hỏi em sao không đi lấy nước dập. Mọi người biết không? Con người nhỏ xíu kia kìa. Em chỉ mọi người coi, từ đây tới đây mấy trăm mét đó mọi người, nó dài mấy trăm mét đó. Nước nào mà dập mọi người. Trong những cái ghe này là nó có dầu nè, có máy móc, có bình ga. Một cái ghe nó to lắm, bằng mấy căn nhà đó, đồ đạc trong đó quá trời. Mà nó cháy tới chiếc nào là nó nổ ra cái đó. Nó cháy qua chiếc nào là nó bắt đầu nổ mọi người. Ở đằng sau chiếc đó còn nhiều ghe đó mọi người ơi, mấy chục chiếc ghe trên cái bãi nè, nó chảy lan qua đằng sau đó mấy chiếc nữa rồi. Nhiều lắm mọi người ơi, xe cứu hỏa nhiều lắm, công an đến nhiều lắm. Không phải là không có người, mà đám cháy này á, khi mà cháy là mọi người phát hiện được liền rồi, chứ không phải là không biết. Phát hiện từ khi nó còn cái đám cháy nhỏ thôi, nhưng mà nó chỉ vài phút rồi nó lớn lên như vậy nè. Mấy người chủ ghe nói là một chiếc ghe dày mấy chục tỷ á mọi người, cái ghe bự lắm. Mọi người nhìn con người nhỏ xíu ở trên ghe đây nè. Trời đất ơi, em đứng ở đây cách xa đó phải một cây số mà nó rất là nóng. Coi mấy cái anh cứu hỏa nè. Mấy anh cứu hỏa đứng gần cái lửa đó luôn. Đây nè. Mấy chục tỷ một chiếc ghe đó mọi người, không phải mấy chục triệu đâu. Em không biết tổng là mấy chiếc cháy, mà em chắc chắn là nó hơn 5 chiếc rồi. Là em nhìn thấy được là nó hơn 5 chiếc rồi. Nhưng mà vì là đằng sau những cái ghe này nè, là nó còn mấy chục chiếc nữa. Mà nó nằm ở hướng ngược lại với em không có thấy được. Nó còn có dầu với bình ga nữa mọi người ơi, trên ghe nào cũng có dầu với bình ga hết trơn á. Xe cứu hỏa đi vô nữa nè, nhiều xe lắm chứ không phải không có, nhưng mà cứu không nổi vì là cái đám cháy lớn quá đi. Đây nè, phun nước nè. Mọi người có thấy cái vòi đó rất là lớn. Mà nó chỉ có tới đây được thôi. Mọi người coi cháy nè. Nè, mọi người thấy không? Cái nhà nhỏ xíu như vậy nè, cái đám cháy nè. Hầu đó trong công ty anh đó là chứ là toàn bộ là làm bên két chứ đâu có làm bên nước này đâu. Nước này nhưng mà trong cái nước này là có chất.
không có tới, chỉ có tới cây thôi. Đó là chủ ghe, người ta nói mấy chục tỷ đó bạn. Một cái ghe bự bằng mấy cái nhà, bạn hình dung đi là nó bao nhiêu. Không phải mấy cái ghe nhỏ nhỏ mà bạn thấy nó đậu ngay cầu đâu, ghe to đùng luôn á. Có xe cứu hỏa nhiều lắm em ơi, 5-6 chiếc đậu đầy trong cái sân nhà chị rồi, nhưng mà không có cứu tới được. Em thấy đang phun nước này nhưng không có cứu tới được. Mọi người thấy cái vòi nước đang phun không? Còn cái đám cháy đây nè, nó kéo dài cả mấy trăm mét đây nè. Cho nên nó là mấy chữa cháy là ở cái bình xịt đó, là rút ra bớt cái là xịt đó, còn là bụi bặm vô cái đồ là nó không có bơm chống cháy, chống lửa luôn, dập tắt lửa mà nước, không có xài cái đó mà. Cái này dầu cái chuyện kia là nó không có lửa, nó không có ở ngoài thành không. Đó, 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 được, vô được đó. Mình dán keo, lớp dầu nữa không chứ. Đừng, em không có nghe được, em nghe là nó tắt á mọi người. Mấy cái vòi hả? Chủ ghe đang ở nhà em, chủ ghe nói là mấy chục tỷ một chiếc mọi người, cái ghe nó to đùng đó. Nó bự bằng mấy cái nhà ghép lại, không phải cái ghe nhỏ. Em không biết chính xác giá bao nhiêu đâu. Mà thường là ghe này ngồi đảo Phú Quý người ta vô. Người ta đậu ở đây để sửa chữa, có những cái ghe người ta sửa sắp xong rồi, người ta sắp đi xuống rồi. Người ta sửa đã gần xong rồi, có những chiếc đậu ngoài này là người ta sắp đi xuống rồi. Mà bây giờ cháy người ta đâu có chạy được, mọi người đâu có kéo cái ghe xuống được. Cái ghe đang đậu trên bờ sông nè, ngay đây thôi, nhưng mà đi không có kịp, mọi người chạy không có được. Ngưng được, mọi người thấy nước xịt không? Chủ ghe người ta đang gào khóc ở dưới này, chẳng lẽ em đi hỏi cho mọi người biết là cái ghe người ta bao nhiêu, mọi người thấy quá đáng không? Trong kia là cháy trước, cháy trước rồi, chỗ đồng nó cháy ngoài đây, chồng nó cháy ngoài đây, ra đây nữa.
em không biết như thế nào mà cháy, nhưng mà mới cháy là phát hiện liền rồi, nhưng mà nó lan ra nhanh quá. Một cái bãi như vậy á, từ cái đám cháy này là mấy trăm mét vuông mà nó đỏ rực lửa đó mọi người. Không phải là nhỏ đâu. Xe cứu hỏa nhiều lắm nhưng mà không có cứu nổi. Xe cứu hỏa đây nè, đậu ở đây ngay từ đầu rồi. Đây nè mọi người có thấy không, ngực cứu hỏa nhiều lắm nè. Rồi người ta dỡ luôn cái hàng rào của em, người ta đi qua rồi. Dạ đúng rồi, chủ ghe người ta nói, không phải em nói mọi người ơi. Chủ ghe người ta nói mấy chục tỷ, không phải là em nói. Rồi ở đằng sau mấy này là còn tới mấy chục chiếc nó đậu ở đằng sau đó nữa. Nó chưa có lan qua nhà mình. Mẹ lên nhìn nè, đó nhà mình mà nó chưa có lan qua, nó gần lắm. Anh kêu em đi xuống phụ mấy anh cứu hỏa. Mấy anh nhìn công an với cứu hỏa ở nhà em đầy luôn rồi, người ta làm không được gì. Em ra đó em không giúp được gì mà cản trở thêm. Mọi người thấy đông người lắm. Dạ điện thoại em còn 50 pin anh à. Dạ, tàu đang đậu trên cạn, đang đậu trên bãi để sửa chữa đó. Người ta sửa gần xong rồi, ghe này nè, người ta sửa gần xong, người ta gần đi về đảo rồi. Mà bây giờ cháy, người ta chạy không có kịp. Cái ghe nó lớn lắm. Đây, đây, xe tới, xe vô được hơn nè mọi người. Nãy giờ đậu tới rồi. Lửa mạnh quá, mà ông ngơi dám lại rồi. Sợ, không có sợ, xe vào nó không ra được. Không ra được đủ. Như mấy cái ngoài này dưới kia là cháy tự do luôn. Em đúng. Từ đây nè tới đây là mấy trăm mét đỏ lửa đó mọi người, to lắm. Mọi người nhìn cái cứu hỏa nè. Này, trong sân nhà em nó cách nhà em tới một cây trong cái sân thôi chứ không phải trong gần nhà em đâu anh Hậu ơi. Cái này là cái sân thôi. Đây nè, đây nè. Trời ơi, nó đen hết cái trời luôn. Nè. Em đang quay cho mọi người coi, gọi em đâu có bắt máy được đâu.
Dạ, lửa nó hát tới đây nóng, mọi người nóng rát luôn á. Mấy người đang đứng gần em đây cũng nóng, nóng lắm mà nó cách em hơn một cây số. Thêm, người ta đang dọn chỗ cho xe vô thêm đó mọi người, đang dọn chỗ cho xe vô chỗ này nè. Ok, quăng hết đi, không sao hết trơn á. Cho quăng á, quăng hết luôn đi. Ủa? Cho quăng hết á. Thì em nói cho quăng mà, hồi nãy em dọn mấy cái kia cho người ta đi vô chứ bây giờ làm sao? Ủa, cái hàng rào em ra luôn cũng được. Qua luôn đi. Dẹp mấy đống quy luôn hả? Dẹp. Dẹp cho đỡ xe lui qua, đỡ xuống cái ghe dưới này. Ghe ở Phú Hài, Phan Thiết. Bây giờ cho ghe vô đây á, đỡ bớt nữa, lỡ may nó tám qua rồi mình nữa này, chứ đừng có nói giỡn. Em đứng xa như vậy mà nó nóng. Còn nhìn mấy cái anh cứu hỏa trên cái ghe nè, mấy anh cứu hỏa trên ghe gần cái đám lửa lắm. Rồi người ta quăng hết đồ. Cái đó mới là của em á. Nước họ mới dính nước ra sẵn rồi cả. Dính dùng nước đá ra luôn rồi cả. Đấy là thuốc cổ hoa chứ đồ dính đèn còn hả? Chạy tại hết rồi mà. Mấy cái đó đi. Em còn rồi khách sáng sau. Còn đi. Nó gọi là bồn á. Đâu mà đi vô làm lính cứu quả thôi đi. Để lên bắt chú nào lên đỡ. Thôi 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 anh Bi. À, dạ chưa, không có khống chế được mọi người, chưa, nó còn cháy đằng sau hai cái ghe này nè. Nó đang cháy mạnh đằng sau hai ghe này bởi vì bên này có nước nhưng mà bên kia không có nước. Ở từ cái bên phía kia là nó đây sau lưng mấy cái ghe này là còn tới mấy chục chiếc ghe nhưng mà bên đó không có nước, không có đường đi vô đó được. Chỉ có thể đi được từ cái đường này đi vô sân nhà em thì xịt qua bên đó, chứ ở bên đó không có cái đường đi vô. Cho nên là không có xịt nước từ cái hướng bên kia được. Bởi vậy bên kia là nó cháy ở bên kia luôn. Nè, lửa nó, gió nó thổi lên, nó bùng lên lại. Không đủ áp. Quăng đồ của em thì đâu có gì đâu, đâu có nhầm nhò gì đâu, cứ quăng đó đi. Chứ bây giờ ba cái đồ đó của em nó đâu có bao nhiêu tiền. Một cái ghe người ta biết là cả gia tài của người ta. Tại vì đằng sau cái hàng rào đó là nó là cát, ở trong nền nhà em là bê tông nhưng mà kia là cát nữa. Cái xe cứu hỏa này mà nó ủi qua cái hàng rào luôn, sợ xíu nữa đi ra không được. Chớ ủi luôn thì em cũng đồng ý, em đâu có nói gì đâu. Chào vô thôi mới chứ. Một cái ghe bề thế to đùng của người ta bây giờ ở trên đây nó cháy rụi, nó rụng xuống hết, không có còn cái gì hết. Hồi nãy á mọi người, trời ơi đằng sau kia nó tới 3-4 cái ghe cháy đó, bây giờ dập ra mới thấy kìa, ở đằng sau kia nó cũng trơ khung hết luôn, nó đâu có còn cái nhà nào đâu. Ở trên cái ghe bự này á, nó luôn luôn có một cái giống như cái nhà như vậy nè mọi người. Mà thấy trên cái ghe không, nó có giống như cái nhà hai lầu luôn á. Mà bây giờ nó cháy trơ khung, nó rụng xuống hết. Mà ở đằng sau này bây giờ xịt ra nè, thấy nó rụi hết mấy chiếc đằng sau luôn. Trời ơi, nó đang cháy lớn ở những cái ghe đằng sau nữa. Nó không có qua này nữa mà nó ra đằng sau kia. Nè,
xe nước vô nhiều lắm mọi người, nhưng mà đám cháy nó quá lớn chứ không phải là không có xe cứu hỏa. Rất là nhiều xe cứu hỏa đậu trong đầy trong cái sân này luôn. Đường mọi người, xe cứu hỏa người ta chạy vô sát tới cái chân ghe rồi. Đâu không ra đây đủ đâu rồi. Đâu. Đi. Đi. Có người đi. Ngồi lên nóc nhà không? Cho ổng lên chân giúp luôn đi. Ổng hóng dữ thần ông nội ơi. Không phải là không có ghe xe cứu hỏa mọi người ơi, nhiều xe cứu hỏa lắm, xe lớn không xe to đùng ấy. Chỉ là do cái đám cháy nó lớn quá chứ không phải là không có xe cứu hỏa nè. Xe nước chạy vô nè, phá luôn cái hàng rào chạy qua luôn rồi. Chạy qua luôn đi, qua luôn đi. Qua luôn. Chú ơi, chú ủi cái hàng rào qua luôn cũng được. Chú ủi hàng rào bắn qua luôn cũng được mà. Của con mà không sao hết luôn á. Chạy luôn đi ạ. Chà. Hàng rào cây mà. Ý là cái xe đó băng qua đó luôn được không? Nó phải có khoảng cách giữ an toàn cho dạ. Trang bị thiết bị. Dạ. Này chủ yếu là ngăn chặn nó không cháy lan. Dạ. Ngăn chặn nổ. Hồi nãy nó nổ nhiều lắm chú, nó cháy lên tới chiếc nào là nó nổ chiếc đó. Nổ không dầu là bình ga. Nổ bình dầu bình ga. Cho nên cẩn thận. Tại nó áp trước cơ đầu nó nổ rồi. Hồi nãy con đứng đây con cũng sợ nó sợ nó nổ. Con đứng rồi. chỗ này chỗ cầu thang. Văng vào mắt rồi biết gì hả? Dạ. Từ đó nó có thể văng qua ở đây được luôn đúng không? Dư nó văng nhưng mà nó không văng đâu, tại vì nó nằm dưới cái hầm đó. Nó không có thể nào mà văng đi nặng đi nổ. Nó chỉ có áp suất nó nổ ra nó thôi. Nó nổ là nó nổ bành ra luôn á. Không biết là cái thùng dầu nó bằng cái chất nhựa. Có thể là bắt đầu là nó đụng cái thùng dầu thôi. Xe cứu hỏa rất là nhiều, cảnh sát công an cứu hỏa tới rất là đông. Cả trăm người chứ không ít đâu mọi người. Tại vì cái đám cháy quá lớn. Ở cái bãi ghe này nó cả là mấy trời, 4 sào ấy. Chứ không có nhỏ đâu. Cái nào đầu tiên này? Nó đen hết một cái bầu trời mọi người thấy không? Đen hết một cái bầu trời. Nè, mặt trời nhỏ xíu đó nè. Đen hết trời luôn. Chắc chắn là nó phải hơn 5-6 ghe rồi. Mà không có hình dung nổi là nó cháy lớn như vậy. Tại vì khi nó mới cháy là người ta phát hiện được liền. Tại vì những cái ghe này là đang sửa chữa. Mọi người ở đây đông lắm. Người nó vừa cháy là mọi người đã phát hiện, nhưng mà gió nè, gió lớn dập không có nổi. Đúng rồi, tàu đang trên cạn. Ủa sao vậy, ai gạo gì vậy? À chủ ghe hả chú? Dạ thì đúng là dạ. Bởi mấy người hỏi sao em khóc. Người ta mất hết cái tài sản của gia tài của người ta. Người ta gào khóc đau thương ở dưới này mọi người. Mọi người nó đông lắm, cả ngàn con người dưới cái sân nhà em đây nè. Ở Đức Long thấy khói mù mịt
Đấy, bạn này nói ở Đức Long thấy khói mù mịt. Đức Long là nó cách em bao nhiêu trời? Mười mấy cây số, 20 cây số đó. Mà người ta còn thấy khói bốc lên. Đó, thấy mấy chú công an nè, mấy chú cứu hỏa ở trên cái ghe, thấy người ta có nhỏ xíu không? Cái ghe nó to lắm. Mọi người hỏi là sao em không tắt điện thoại đi hỗ trợ đi cứu đi. 1000 người dưới đây nè mọi người. Em mới hỏi chú công an rồi, em quay về không có sao hết. Không có bị gì hết, không có sao. Nãy giờ em đứng em nói chuyện với chú công an á. Chú nói là em nói là cái xe nước đó á, ủi qua cái hàng rào của em đi qua luôn đi để xịt cho nó gần. Nhưng mà chú nói á, là đâu có được, phải giữ khoảng cách an toàn nữa. Chứ không phải như mình không có biết á. Mình đứng ngoài mình nói sao không thế này, sao không thế nọ. Nhưng mà người ta là công an, người ta là lính cứu hỏa. Người ta được đào tạo để người ta làm những chuyện này. Mà mình không biết, mình cứ nói này nói kia là sao không thế này, sao không thế nọ, đâu có được mọi người. Để mấy anh chị vô sau không có biết đúng không? Cái ghe này nè, từ cái chỗ này qua chỗ này nó xa lắm mọi người ơi, nó dài lắm, nguyên một cái khúc đó mấy trăm mét vuông á. Thấy cái nhà không có xi nhê gì cái ghe không? Mọi người có thấy không? Đây cái nhà nè. Cái ghe nè, cái nhà không có là cái gì so với cái ghe luôn, nó to lắm. Ừ, mặt trời đang dày làm sao mưa. Đó, mọi người thấy mặt trời không? Dày làm sao mưa. Nắng như vậy làm sao mà mưa được mọi người, nó nắng lắm, nguyên một cái bầu trời nó tối đen như nó khói mù mịt nè. Mọi người nhìn cái ghe này như vậy á, mọi người đến gần nó đứng ở dưới cái chỗ đó đó, mọi người mới thấy cái ghe nó bự cỡ nào, giống như mọi người đứng ở dưới cái nhà cao tầng mà nhìn lên vậy đó. Chui con người là lọt hổm ở dưới kia kìa, con người lọt hổm ở dưới cái đít ghe kia kìa, nó to lắm. Trời ơi, bây giờ nhìn thấy ở đằng sau kia là mấy chiếc trụi nữa rồi kìa. Đằng sau cái ghe xanh này nè, là mấy chiếc nữa đằng sau á, rụi hết rồi.
người đó ơi, không chịu tập trung xô ngã thuyền. Cái thuyền này á hả, cái thuyền này á hả, mọi người nhìn đi, con người nè, không tập trung xô ngã thuyền, con người nè, cái thuyền như vậy nè, bạn xô nó nổi không? Người dày ghe dày, đây nó to như vậy, bạn đứng là vẫn có chút xíu ở dưới đây nè, sao mà đẩy cái ghe xuống được? Dạ đúng rồi chị Ngoan Thanh, bởi hồi nãy chủ ghe nói một chiếc mấy chục tỷ, mấy bạn nói làm gì mấy chục tỷ. Không. Dạ chắc chắn là nó hơn 5-6 chiếc gì đó rồi, chỉ là nó nằm ở đằng sau kia em không thấy được hết. Nhưng mà nhiều lắm. Trời ơi chết đầu ghe để cháy bự nữa đâu. Đóng ly chưa? Ông không biết gì hả? Mọi người thấy mấy cái nhà xa xa đây không? Mấy cái nhà nè, cái ghe nè. Thấy cái nhà lòi lên không? Cái ghe đây không? Cái ghe to lắm. Này nói là kẹt đường rồi hả? Tại vì hả gì vậy, đi đường này, đi đường có hai cái làm lại chờ xíu nữa được không? Ừ như là định quay cho mọi người coi là ở trên cái cầu người ta đứng người ta xem kẹt cứng rồi, cho nên là không biết xe cứu hỏa có vô thêm được không nữa. Chắc là kẹt cứng cái cầu, tại ngay nhà em á là phải đi qua cái cầu, vừa qua cái cầu là quẹo xuống thì là cái ủ ghe này, mà bây giờ ở trên cầu xe người ta đứng kẹt cứng luôn rồi, chắc là tại cháy lớn quá người ta đứng đẩy trên cầu. Trời ơi, bạn này nói là ở Võ Văn Tần mà cũng nghe mùi khét. Võ Văn Tần là cách em khoảng bao nhiêu? Võ Văn Tần là khoảng mười mấy cây số không? Võ Văn Tần, cỡ đó đó, cỡ mười cây, mười mấy cây số á, mà người ta vẫn thấy khói nó lên. Trời ơi, nó mạnh lắm mọi người nè, nó thổi ra tuốt ở đây nè, đen hết một cái góc trời. Đây nè. Ở đây là sông, ở đây là cái sông, mọi người thấy gió mà nó thổi hết từ đây phủ kín qua hết một cái bầu trời như vậy. Hả? Chiếc đầu tiên màu xanh là ghe nhà mình, anh Ti hả? Trời. Trời ơi. Trời đất ơi. Tại vì nó gió mạnh lắm à, nó bắt nguồn từ cái ghe ở giữa kia, nó nằm ở giữa cái ghe đằng sau lưng ghe này nè, sau lưng cái này. Tôi ở Võ Văn Kiệt mà khối đang mịt mù. Võ Văn Kiệt là cách em cũng Võ Văn Kiệt cách em khoảng nhiều 10 cây số. Dạ cháy cả một tiếng rồi, tại vì cháy lớn quá, nghĩa là khi mà mới cháy á là mọi người phát hiện liền, người ta gọi cứu hỏa liền,
Nhưng mà do là nó cháy bùng lên nhanh quá, từ cái nhỏ mà nó bùng lên lớn như vậy là nó có vài phút thôi, nó rất là nhanh. Cho nên là nó cháy lan qua từ một cái đốm lửa nhỏ thôi là nó lan, bây giờ nó phải là 5-6 ghe rồi, cháy rụi hết. Chứ không phải là không phát hiện. Tại khi mà nó mới bùng cháy nhỏ lên là xung quanh đây mọi người, nhiều người, người ta đang ở trên ghe, người ta sửa chữa. Có người phát hiện liền mà. Khi mà em mới phát hiện em chạy ra là những người ở trên những cái ghe này nè, những cái ghe xung quanh á, là người ta vẫn còn ở trên ghe. Người ta cố gắng, người ta cứu đồ, ném lấy bớt mấy cái đồ dễ cháy xuống. Nhưng mà có 5-10 phút sau thôi là nó bùng lên hết, là người ta bỏ chạy hết, không có ai dám ở lại trên tàu nữa. Chưa có biết được là mấy chiếc, nhưng mà ít nhất là phải 5-6 chiếc rồi. Đây em nhìn thấy á, từ đây em nhìn thấy là nó 6 chiếc rồi. Còn ở phía sau kia nữa thì em chưa thấy được, tại vì khói nó mù mịt quá. Cái nắng quá, nóng quá. Nhỏ ơi cho tôi cái nón lá được không? Nó nóng quá. Cho cái nón lá được không? Bây giờ mấy ảnh mới là tới chỗ đó, mấy anh đang phun đó. Đó thì bây giờ mới gọi là mình thấy nó có tác động nè, nó mới phủ được lửa nè. Còn hồi nãy á, nhìn giống như là không thể nào, mình thấy là không thể nào dập được luôn á, cái lượng nước đó với cái đám cháy đó. Nên bây giờ người ta lên người ta phun gần như vậy nè mới được. Nó phủ hết xong, nó phủ cái trắng này nó không lấy. Đó, cứu hỏa chỉ có thể mới tiếp cận được từ đây, dập từ đây. Còn chiếc này là chưa tới được luôn, nó to lắm. Ở Tiến Thành cũng thấy cháy luôn, trời ơi, Tiến Thành là cách em 20 cây số đó. Đây nè, bây giờ bắt đầu phun qua được tới đây rồi, tới đây rồi. Cháy to trên Hàm Hiệp, thấy khói quá trời luôn. Ừ. Em chỉ không biết là có người nào bị kẹt hay không thôi. Tại vì cái ghe nó lớn lắm. Ví dụ mà khi mà nó cháy á, để mà người ta chạy ra khỏi cái ghe này á, cũng không phải là nhanh. Cái ghe nó to lắm, nó dài tới, dài đi tới mấy chục mét mà mọi người. Cái nước này mạnh nè, cái nước này mạnh nè. Bây giờ mới mạnh rồi đó. Đây nè, bây giờ mạnh nè. Trời ơi, bây giờ mới phun qua được tới chiếc này. Trời ơi, nắng nó chói chang luôn. Đây nè, xe vô thêm nữa nè, xe nhiều lắm. Là bây giờ mới bắt đầu xịt vô tới đây thôi, còn mấy chiếc ở đằng sau kia là không có vô được. Tại vì ở đằng sau những cái chiếc này á là không có đường đi vô. Chỉ có đường từ dưới sông này đi lên. Đây là sông. Cái ghe nó đi từ sông này chạy lên cái bãi này, đậu lại ở đây để sửa chữa ở đây, rồi khi nào mà sửa chữa xong thì họ đi cái đường sông này đi xuống. Chứ ở đằng sau đó không có cái đường để đi ghe đi ra đó, cũng không có cái đường để xe cứu hỏa đi hướng đó vô. Chỉ có đi cứu hỏa chỉ có thể đi ngoài đường lớn, đi vô cái sông nhà em rồi xịt qua bên đó. Chứ cái bãi này không có cái đường để mà xe đi vô từ hướng khác nữa, cho nên là chỉ có thể xịt được từ hướng này qua bên kia. Còn cái hướng bên kia là chưa có nước gì hết. Đây nè, bây giờ em thấy cái vòi này nó xịt mạnh nè, nó mới phủ qua được nổi cái ghe này. Hồi nãy á,
mới đầu á mà có thể xịt được cái vòi giống như vậy á thì cái ghe này không có cháy đâu mọi người. Tại vì cái lúc mà em mới phát hiện á, em chạy ra á, khi mà xe cứu hỏa đã đến đây rồi á, trời ơi mấy anh cứu hỏa đến đông lắm kìa, công an bộ đội tới quá chừng kìa, nhiều lắm mọi người, tới mấy trăm người á, đi kia kìa kìa, mới vô thêm quá chừng kìa. Đó, bây giờ người ta tới nhiều lắm, đông lắm. Nè, thêm nữa kìa. Hồi nãy là cái ghe này nó chưa hề bị gì. Hồi nãy cái ghe này là người ta ở trên ghe còn đang cứu đồ, còn đang cố gắng người ta cứu đồ đi. Nhưng mà mấy phút sau thôi là nó bùng lên kinh khủng như vậy. Giờ chỉ hy vọng là cái vòi nó thiệt là mạnh để cứu ra được ra phía sau kia. Tại vì ở đằng sau cái ghe màu xanh này đó, cái đốm mà đang cháy đó mọi người, nó còn đang cháy đỏ đó, là cái ghe đằng sau kia kìa, là nó đang cháy đằng sau đó. Đây em zoom cho mọi người coi. Đây nè, đó mù mịt hết cả một cái trời như vậy nè. Dạ đông lắm, ở dưới cái sân nhà em bây giờ chắc là mấy trăm người là chắc chắn là hơn rồi đó. Rồi công an, cứu hỏa, rồi bộ đội, rất là đông luôn. Bây giờ cái sân 1000 mấy trăm mét mà đầy con người ta đứng rồi đó. Mọi người hình dung được không? Em chỉ nè, từ cái đây nè đến cái chỗ ghe này, hết cái bãi ghe này nó là mấy ngàn mét vuông chứ không có nhỏ, nó to lắm, mấy ngàn mét đó, nguyên một bãi ghe đó đã bị cháy. Đây họ đang dập được. Em thấy cái chiếc màu xanh này là sắp dập xong rồi. Còn cái đám mà đang cháy á, mọi người nhìn vậy thôi, nhưng mà là cái chiếc bên cạnh, cái chiếc bên cạnh đang cháy á, chứ còn chiếc màu xanh này là lửa nó tắt rồi, nó chỉ còn một xíu đằng sau này thôi, cái chỗ đang xịt thôi. Còn cái chiếc đằng sau kia nó là đang cháy nghi ngút lên, cái chiếc đó là nó mới đang bùng lên. Trời ơi, cái chiếc kia bắt đầu nó bùng to cái chiếc tiếp theo. Mọi người hiểu không? Cái chiếc màu xanh này là người ta dập gần được rồi, còn cái chiếc mà đang cháy bùng á là cái chiếc tiếp theo của cái chiếc này. Mà nó khổ á là ở cái hướng bên kia là không có cái đường nào để cho xe cứu hỏa vô được. Xe cứu hỏa chỉ có thể đi được từ cái hướng ngoài này đi vô nhà em thôi, rồi xịt qua bên đó thôi. Còn cái hướng bên kia là không có cái đường nào vô được hết trơn á. Hai tiếng này chưa gặp được. Rồi, theo em nhìn thấy á, là cái kế chiếc màu xanh này là nó đang cháy hai chiếc nữa, một chiếc kế bên và một chiếc kế tiếp. Nhưng mà bây giờ làm sao mà để cho cứu hỏa đi tới đó được là nó rất là khó. Khó lắm, tại vì không có đường nào để qua bên kia hết. Mọi người hình dung được không? Là nó cháy cả mấy chiếc đây nè, 1, 2, 3, 4 chiếc liền kề nó đang cháy, mà không có cái đường nào khác tiếp cận ngoài cái đường này hết. Ở bên này là sông, ở bên này là cái bờ sông luôn, không có đi vô được. Còn ở bên hướng kia là ghe đậu dài ở đó mấy chiếc nữa, chỉ có đi được từ cái đường ở ngoài đường lớn đi vô nhà em để xịt qua bên này. Mà nó đang cháy bên kia kìa, nó cháy tiếp 2-3 chiếc ở bên kia rồi.
rất là đông người cứu hỏa tới nhiều lắm á mọi người, cả công an, cả cảnh sát, cả bộ đội, lính cứu hỏa nhiều lắm mà tiếp cận ngay từ đầu luôn. Dạ đúng rồi, cái này chỉ có trực thăng. Ui trời ơi, bên kia nó bùng lên một chiếc nữa rồi. Trời ơi, nó bùng một chiếc mới rồi mọi người thấy không? Nó bùng một chiếc mới ở bên kia kìa, ở đằng sau cái chiếc này nè. Đó đó, nó đang bùng lửa lên. Rồi làm sao mà đi qua bên đó? Làm sao mà đi qua bên đó cứu được? Ở bên đó không có cái đường nào vô hết á. Ghe nó đậu cả 4, 5, 6 lớp ở đằng sau này nè, không có cái đường nào đi vô. Bây giờ là đâu cái xe của họ nó đâu có thể nào phục xa giống như vậy. Đây. Nó ui nó đang cháy qua tới 2, 3 chiếc đằng sau nữa rồi, làm sao mà người ta đi vô đó? Nhờ tàu khác chiếc kéo chiếc bị cháy. À, dời, cái ghe này đang đậu ở trên bờ mọi người, ghe này đang đậu ở trên bờ để sửa chữa. Mọi người biết mà để kéo được cái ghe này lên hay kéo được cái ghe này xuống á, nó phải dùng máy rất là lớn. Cái ghe này to lắm, cái ghe này nó bằng mấy cái nhà cao tầng của người ta ấy. Muốn kéo nó đâu có dễ mọi người. Nè, mọi người thấy người ngồi trên ghe đây không? Nè, người nhỏ chút xíu như vậy nè. Mà muốn kéo cái ghe như vậy đi đâu có dễ. Vậy là sao mà mưa nó đang bùng lên là những cái ghe nằm ở phía dưới kia, những cái này nó cháy, những cái trên này nó cháy trụi hết trơn, không có còn gì nữa hết trơn á, bây giờ nó lan xuống dưới. Em không biết ai là người chịu nữa, nhưng mà nó cái lửa nó bùng lên, trời ơi bây giờ hai chiếc dưới kia đang cháy dữ dội. Bây giờ đó bây giờ nghĩ là sau cái chiếc màu xanh này là hai chiếc tiếp theo nó đang cháy bùng lên. Nhưng mà khổ là bây giờ không có nào mà không thể nào mà có cái đường nào để xe cứu hỏa đi vô trong đó. Dạ đó là gió thổi ra hướng này, chứ mà gió thổi ra hướng này là có ghe nè, có nhà nè, nhiều lắm. Nó cháy từ cái ghe thứ hai, chiếc kế bên cái này nè, là chiếc đầu tiên nó bùng lên. Mưa khó lắm mọi người, đây mặt trời chói chang nè. Ok. Vậy em phải lấy cái dây sạc. Em phải lấy cái dây chị mới cắm vô được, hiểu không? Cái dây sạc điện thoại nữa, cái dây màu trắng. Cái dây để chị coi. Em phải lấy cái dây sạc, nói mẹ chị đưa cho cái dây sạc nữa. Dạ ở Phú Hài, Phan Thiết. Đó nó bắt đầu nó bùng lên nữa rồi. Người ta vừa mới cứu được chiếc này với chiếc này. Người ta vừa mới cứu được chiếc này với chiếc này thì nó đang lan xuống dưới kia. Nó đang cháy ở phía dưới kia. Dạ, ở Phú Hải, Phan Thiết. Nó bây giờ nó đang lại là bùng mạnh lên ở phía dưới kia luôn. Mà ở dưới đó mọi người biết không có cái đường nào đi vô. Không có cái đường nào đi vô đó để mà xịt nước.
sát người ta cố gắng, người ta cố để người ta dập nhưng mà không có nổi, tại vì nó xa quá. Có bạn nào trả lời giùm em là ở phố 2 Phan Thiết, Bình Thuận không, để em ghim lên chơi chứ mọi người hỏi em nhiều quá, em đâu có trả lời nổi hết đâu. Em không biết chạy ghe tên gì nữa, tại cảm ơn nhân viên em mới đem nước cho uống rồi. Trời ơi hết nước, nãy giờ xịt rất là nhiều nước luôn á. Nãy giờ xịt nhiều nước lắm rồi, cứu được hai chiếc này thì bây giờ nó đang cháy bùng ra những chiếc đằng sau kia. Xe phải căng vô đây luôn được ra xe này nè. Cứu chiếc này sao? Mấy anh công an nè, mấy anh ở bên này phải lấy khăn bịt lại, tại vì ok để em ghim. Rồi ok, mấy anh phải lấy khăn bịt lại tại vì nó khói mù mịt đó mọi người, khói đen hết một cái trời luôn, với lại là nó nóng dữ lắm. Em đứng đây thấy vậy chắc cách xa cả một cây số ấy, nhưng mà nó nóng dữ lắm, nó hát qua tới này luôn. Dạ đúng rồi, cái ghe này chắc chắn là mắc hơn cái nhà rồi. Thì là chị nói em nghe nè, em nói không phải không có, bên phòng mẹ chị á, nghĩa là cái đầu USB á nó phải cắm được vô này, đúng không? Cái đầu này nó không có qua được, cái đầu này nè nó phải bự vô. Đó, đứng thì dục qua cho kìa, thấy không? Dạ. Chủ ghe, nãy giờ chủ ghe người ta khóc dữ lắm mọi người, người ta đứng ở dưới đây nè, người ta khóc dữ lắm. Tại vì cả một cái gia tài của người ta ở trong này, mọi người có biết một cái ghe này nó to dữ lắm. Hồi nãy có anh chủ ghe nói là cái ghe này tới mấy chục tỷ. Không phải ghe của em, ghe của người ta ở nhà em để người ta sửa chữa ở đây nè. Đưa cái màu hồng, đi lấy đi rồi đưa cái màu hồng cho chị. Chủ ghe nó là mấy chục tỷ á mọi người. Mà mấy cái ghe này mọi người biết nó to dữ lắm. Cái tròn tròn xoay xoay dưới gọi là cái gì? Mọi người, cái máy chèo hả? Hay là cái gì? Cái đó kêu là cái gì em quên, tự nhiên em quên mất tiêu. Cái mà giống cái cánh quạt á, cái cánh quạt quay dưới á mà mọi người biết nó nặng kinh khủng, nó nặng bằng tấn á, người ta phải dùng cái cẩu, người ta cẩu vô. Tại vì mỗi lần người ta chở đó tới, máy móc tới, người ta phải đi vô sân nhà em nè. Nó to, để hôm nào mà em thấy có cái đó gọi là cái gì quên tự nhiên. Không phải. Cái cánh quạt á, cái cánh quạt quay ở dưới để mà nó đẩy cái tàu đi á. Nó to kinh khủng. Cái động cơ đẩy đúng không? Cái mà cái máy quay đằng nó gắn đằng sau cái tàu để cho cái tàu chạy đi á mọi người. Riêng cái cục đó thôi đó, mà nó to đùng. Nó để nói nó to bằng cái gì chứ dễ hình dung nha. Nó to bằng cái xe ô tô con. Đó là cái cục quay cánh quạt quay tròn tròn thôi đó.
là mọi người hình dung được cái ghe nó cỡ nào không? Đúng rồi, cái chân vịt, ừ, cảm ơn mọi người. Cái chân vịt á, mà nó bự bằng cái xe ô tô con đó mọi người, nó mấy tấn á, phải dùng cái xe cẩu để cẩu vô. Thì mọi người biết là cái ghe này nó to cỡ nào không? Bình thường á, mà em đi ra ngoài ghe này á, em đứng ở dưới cái ghe là em nhỏ chút xíu luôn á mọi người. Nhìn cái ghe nó vĩ đại lắm, mà đến gần mình thấy cái ghe nó to dễ sợ lắm. Cảm ơn mọi người, em biết rồi, đúng rồi là cái chân vịt đó mọi người, đúng rồi. Trời đất ơi, nó bùng lên mọi người ơi. Bây giờ em thấy cái đằng sau đó, chắc là chỉ có thể chờ nó, chỉ có thể là chờ nó cháy xong rồi nó tắt thôi, chứ cứu không được mọi người ơi. Tại vì ở đây em biết là không có cái đường nào đi vô từ hướng đó. Là mọi người nhìn bây giờ cứu hỏa cũng phải họp bàn phương án, chứ không có biết sao, không có biết làm sao. Tại vì đó, bây giờ nó bùng lên, nó là mấy chiếc đằng sau đó, em nhìn em thấy là hai chiếc đang cháy đó, hai chiếc đằng sau cái xanh này nè là đang cháy lớn lên. Mà từ hướng đó không có cái gì để mà xịt nước lên hết trơn, không có cái gì để đi vô đó được mà xịt nước. Ở đây là ghe, đằng sau lưng đó cũng là ghe, ở dưới đây là sông, không có đi vô được. Em gắn mày vô chạy với. Em gắn cái đầu này vô đầu này. Ừ. Rồi từ từ. Ủa? Được chưa? Em gắn đúng không? Đúng chưa? Yeah. Đúng không? Ủa sao nó không vô pin ta? Ok, vô rồi. Tại vì em gần hết pin á. Ủa sao nó mất rồi? Đây. Cái cục sẻ nó bị lỏng. Ừ. Trời. Nó nổ. À. Ủa. Người ta đang kéo một cái dây nước nhỏ đi vô phía đó. Người ta đang kéo một dây. Không có mưa. Chị bé không biết nữa. Nè, cái mặt trời nó đang chói chang vậy làm sao mà mưa. Nguyên ở cái bãi này là mấy ngàn mét vuông đó, nó lớn lắm, lớn dữ lắm. Rồi, cái bây giờ cái chiếc, hai chiếc đó nó bùng lên. Ôi, ba chiếc rồi kìa. Ba chiếc đằng sau rồi, nó bùng lên là giống như là bây giờ chờ nó cháy hết thì thôi, chứ không có cách nào mà. Gần sông sao không chạy xuống nước? Thì mọi người hay hỏi là gần sông sao không chạy xuống nước. Cái đó đó, cái đầu đó đó là ngay mép sông luôn mọi người biết không? Nó gần lắm. Tại vì đi đường sông lên mà, nó gần lắm. Nhưng mà cái ghe này nó bự bằng mấy căn nhà đó, làm sao mà kéo? Mỗi lần muốn kéo nó là bạn biết là phải một cái máy rất là lớn mới kéo nổi cái ghe này, làm sao mà đẩy được, làm sao mà đẩy xuống được. Đưa nước khoáng ra hết rồi hả? Hết luôn hả? Hết nước khoáng luôn. Mấy thùng hết luôn. Trời đất ơi. Biết lực lượng ngoài đây đông cỡ nào, mọi người, nhà em đưa ra 8 thùng nước khoáng là hết sạch rồi đó. Rất là đông người á. Có ai gọi giùm mấy thùng nước khoáng không mọi người ơi? Nhà em mang ra 8 thùng là hết trơn rồi. Tại vì dưới đây rất là đông người. Riêng cứu hỏa với công an với bộ đội không là cả mấy trăm người, rất là đông luôn á mọi người, đông nghịch ở dưới này. Có bạn nào đang ở gần chỗ Phú Hài á, mọi người mang nước ra hỗ trợ mấy anh giùm. Mình đang đứng ở đây live stream không có chạy đi được, mà nước khoáng nhà mình đưa ra hết rồi. Còn cháy lớn lắm mọi người ơi, cả tiếng đồng hồ rồi không có dập được, chỉ dập được hai chiếc đầu tiên này nè, là dập được hai chiếc này. Còn những chiếc đằng sau đó là mọi người hiểu vì sao không, là không có đi ra đó được, không có cái đường để mà đi ra phía sau đó để mà xịt nước.
thuyền đang nằm trên bờ đó bạn, thuyền đang nằm trên bờ. Nhưng mà người ta lo chạy hết chứ bạn nghĩ cái đám cháy này mà còn ở đó đục thuyền làm sao được bạn. Chạy hết để mà còn giữ mạng chứ mà đứng ở đó để mà đục thuyền. Giờ này nói chị, nó lan tới mấy thuyền ở đằng trước nữa chị. Ừ, nó lan mà gọi là sao? Ờ, cái hướng này là hướng ra sông, nó lan từ chỗ này lan ra chỗ này. Chứ còn nếu mà nó thổi vô trong kia là mọi người biết trong kia còn nhiều hơn nữa. Nguyên một cái bãi này nè là tới mấy chục cái ghe đậu sát nhau. Nó tạt ra đây thì nó cháy hết ngoài đây thì thôi. Chứ mà nó tạt vô này là mọi người biết là thảm họa đó. Ở phía sau này nè, ở phía sau ghe này nè là nhà. Mọi người thấy nhà không? May là tạt ra ngoài này thì hết cái này thì thôi, ở ngoài đây là xong rồi. À, mọi người có ai ở gần chỗ em ngay cầu Phú Hài đó, mọi người có nước khoáng mọi người mang lên cho mấy anh cứu hỏa nè. Hồi nãy giờ nhà em mang ra 8 thùng mà hết sạch rồi, là tại vì đông người lắm, đông mấy anh lắm. Nếu mà mọi người muốn giúp một tay thì em nghĩ mọi người chỉ làm được như vậy thôi. Trời đất ơi mọi người ơi, bây giờ cái chiếc đằng sau nó bắt đầu nó bùng lên dữ dội rồi đó, nó bùng lớn lắm. Tại vì cái ghe to đụng mà bây giờ nó bùng lên rồi, mấy ảnh cứu được hai chiếc này, là hai chiếc này tắt rồi thì bắt đầu nó cháy đằng kia. Anh thấy là cái ghe đó nó dài bao nhiêu mét? Cái ghe này dài 20 mấy mét đó mọi người, nó dài đó nha, 20 mấy mét cái ghe này nè, là bằng ít nhất là nó phải bằng một cái nhà 5 lầu đúng không, một tầng lầu 4 mét thì á bằng cái nhà 5 lầu đó mọi người. Cái ghe này nè nó dài bằng cái nhà 5 lầu đó chứ nó không nhỏ đâu. Mà hồi nãy á mỗi cái ghe này là ghe lớn ngoài đảo mọi người biết không, nó giống như là nó có nguyên một cái nhà ở trên cái ghe vậy nè đó, người ta làm thành giống một cái nhà bự luôn mà nó cháy, nó rụi xuống rồi, nó trơ khung rồi. Hồi nãy á cái ghe này ban đầu là nó có một cái nhà 2 lầu trên cái ghe vậy nè, mọi người hình dung được không, trên cái ghe là một cái nhà 2 lầu của cái ghe luôn mà nó cháy rụi, nó rụng xuống hết rồi đó, không phải là nhỏ gì đâu. Rồi bây giờ nó cháy ở phía dưới đó là không có cứu được mọi người, nó lớn lắm. Mấy giờ? Hồi nãy lúc mình chạy ra là mấy giờ? 3 giờ. Khoảng 3 giờ hả? Bây giờ nó đã bắt đầu cháy. Ồ vậy hả? Trời đất ơi, là hồi nãy em chạy ra lúc khoảng 2 giờ mà nó cháy miết tới bây giờ luôn đó mọi người, nó vẫn còn lớn. Mà em nhìn á, không biết mọi người thấy rõ không, mà em theo em ở đây em nhìn á là nó đang bùng xuống ở dưới, mọi người hiểu không? Nó cháy hết cái ghe này rồi. Cái ghe này mấy anh dập được rồi, bắt đầu nó cháy xuống cái kia. Là nó từ nhỏ nó đang bùng lớn lên nữa. Đây mấy ảnh phun nè, mà làm sao tới không mọi người ơi, làm sao tới. Nè nguyên một cái bầu trời nó đen hết mọi người thấy không. Ừ cái cabin á, gọi là cái cabin á, nó như là một cái nhà 2 lầu ở trên cái ghe vậy đó, mà to lắm. Ủa như ghe nhà bác của em á không có bự giống như cái này, mà cái máy ghe nó đã mấy trăm triệu rồi đúng không, còn cái ghe này nó bự gấp mấy cái ghe nhà bác em. Riêng cái máy không á, riêng cái động cơ không á là phải mấy tỷ rồi, nó không có tính tiền trăm triệu đâu, lớn lắm.
Như anh Thợ anh đứng đây á, anh nói là ở dưới cái ghe này nó còn có nguyên một cái dàn kho lạnh nữa, kiểu là tàu này là tàu đánh bắt xa bờ đó, tàu lớn lắm, tàu đi ra xa. Cái này hả, màu xanh này, chiếc xanh là chiếc thu mua à. Chiếc xanh này là chiếc tàu thu mua á mọi người. Nó có nguyên một cái kho lạnh ở dưới nữa. Nói chung là người ta đầu tư vô cái tàu này nhiều lắm, cả một cái gia tài của người ta. Rồi, có người mới bưng nước ra kìa, em thấy có người. Ba cái động cơ. Mỗi tàu vậy là ba động cơ. Dạ đúng rồi, mười mấy tỷ một chiếc thì là mấy chiếc ở Phú Hoài mình. Còn cái này là ghe ngoài đảo vô, ngoài đảo Phú Quý á mọi người. Ghe lớn lắm, tàu rồi nhìn mọi người mà đứng gần cái tàu này mọi người thấy nó đồ sộ cỡ nào. Đồ sộ lắm. Nó riêng cái chiều dài đó 20 mấy mét thì mọi người nghĩ đi, không dưới 25 mét. Nghĩa là cái tàu đó đó, nguyên cái chiều dài đó đó, không dưới 25 mét. Là giống như mọi người đứng ở dưới cái nhà cao tầng 5-6 tầng mọi người nhìn vậy đó. Hồi nãy còn 7 mấy, giờ còn 19. Hết pin. Hết pin. Cái cục màu đen á, dập được hai chiếc ở ngoài này mọi người, dập được một chiếc này, còn mấy chiếc ngoài kia là bây giờ nó mới bắt đầu cháy lớn lên. Dạ, chiếc nào bỏ dưới nước anh mà cháy xuống luôn, trời đất ơi. Bởi vì em đứng ở đây á, không có nhìn thấy. Mà anh Thở ở đây nói á, là mọi người thấy không? Cái đuôi ghe đó, ngay cái sát cái đó là cái mép nước, là cái bờ sông. Thì nó có một cái tàu đang đậu ở dưới nước luôn. Đang đậu ở dưới nước mà nó cháy lan xuống luôn rồi. Thì bây giờ em đâu có dám xuống đó, nó đang cháy khủng khiếp lắm, mấy trăm mét vuông đỏ rực lửa như vậy, em không có dám chạy xuống đó. Chút xíu mà ngày mai mà nó hết á, ngày mai nó cháy hết á, em đi xuống cái đêm đi đường sông rồi nè, em đi xuống cái đó á, em quay thử cho mọi người coi. Chứ em bây giờ em không dám xuống đó, nó kinh khủng lắm. Dạ đúng rồi, em đó. Thì cái chiếc màu đen cao cao nhất là bây giờ nó đen thui rồi đó, là chiếc đó là cháy đầu tiên. Mà nó cháy có một chút xíu thôi là mình nhìn thấy là nó mới cháy nhỏ mà phát hiện liền. Mình nghĩ là chắc là dập được liền. Tại khi mà em phát hiện em chạy ra thì là cứu hỏa cũng tới luôn. Em vừa mọi người cháy lớn quá đi, không có cứu được. Cứu hỏa đông lắm mọi người ơi, cả gọi là đây nè, mấy anh đi ra nữa nè, vừa công an nè, vừa bộ đội nè, vừa cứu hỏa, cả mấy trăm con người á. Em không dám chạy qua mọi người, nó cháy lớn lắm, chết người luôn á, chết đâu có giỡn đâu mọi người, nó cháy lớn lắm. Em đứng xa như vậy mà cái mặt em nó rát hết luôn, nó nóng rát hết mọi người, cả đàn ông đứng ở đây cũng nóng rát luôn đây nè, làm sao em dám chạy qua đó. Nè bây giờ mấy anh ra đông lắm, để ngày mai em đi xuống dưới đó em quay cho mọi người coi. Tại vì ngay đây nè mọi người thấy không, là cái bờ sông luôn á, ngay cái mé sông luôn. Em còn có mấy chục phần trăm pin, ai có cục sạc dự phòng chạy ra đây cho em mượn thì được. Em còn có 20. Mà em nhìn đây thì em nghĩ là trong một tiếng đồng hồ nữa không thể nào dập nổi. Tại vì kia kìa, bắt đầu nó đang bùng mạnh lên hai chiếc tiếp theo rồi. Em ơi, em chạy về em kiếm, em nói cô có kiếm được cho chị cái cục sạc nào mà nó
thấy đỡ đi, nó chịu gần hết rồi. Chắc ngày mai nó chốc ra da mặt luôn. Ngày mai nó chốc ra mặt luôn á mọi người, nó rát hết, nó hát hết cái mặt mình nóng á. Không, mấy cái anh mà cứu hỏa mà áo vàng vàng đây nè, anh mới ra đây nè, em thấy là đi ra hướng sông, có khi nào người ta bơm dưới đó lên không anh ơi, lấy nước sông á. Dạ đó đó, nghĩ rằng là chắc là cái máy đó nổ là nước sông không á. Ủa vậy hả, là cái máy đang rè 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 đó hả? Ủa mà sao em đâu có thấy từ cái hướng nó xịt vô đâu ta. À vậy là có bơm nước từ sông lên đó nha mọi người, tại ở phía dưới này là sông, không có phải là đường đi đâu, dưới này là sông nè, là cứu hỏa tới là có bơm nước từ sông xịt lên nữa mà nó vẫn cháy kinh khủng. Trời ơi, mấy trăm mét vuông mà nó đang cháy đỏ lửa đây nè, không có phải nhỏ đâu. Thì anh này anh ở dưới anh đi lên, còn em đứng trên này anh, em không có thấy là mấy ảnh bơm nước sông lên. Mà đúng rồi, em nghe tiếng máy á, cái tiếng máy hút nước. Thì bây giờ chịu thôi chứ làm sao, cắt qua luôn. Ủi luôn cái hàng rào nhà em rồi kìa. Đó, cái xe màu đỏ ủi qua luôn rồi. Dinh cây của ông vậy, con dinh qua cho mấy ảnh leo. Leo bắt đang đi thấy không? Ờ, đúng rồi. Trời ơi, bây giờ cái ghe đó mà nó bùng lên kiểu này làm sao mà bơm. Ừ, cái này chắc chỉ có kiểu là cứu hỏa mà trực thăng cứu hỏa từ ở trên xả nước xuống thì may ra. Ê mà mọi người nói cũng có lý, tại vì á đây là sông luôn nè, không biết nữa, mình không có rành, nhưng mà nếu có thể mà có trực thăng cứu hỏa thì bởi vì người ta chỉ cần bơm hút nước từ sông thả ở đây là nó mới dập được thôi, chứ bây giờ em thấy cái nước xịt như vậy làm sao. Làm sao mà cứu đây mọi người? Dạ. Đâu? Ủa chiếc đó em tưởng nó cháy hết rồi chứ. Cái chiếc đầu tiên đó, cái chiếc mà thiệt là bự to đùng đang thui ở kia kìa, là bây giờ bùng lên lại nữa. Trời ơi, mấy trăm con người chiến sĩ ở đây nè, chứ không có ít đâu. Không phải là người ta không cứu đâu mọi người, 2 tiếng trước là người ta đã có mặt ở đây rồi. Được bạn ơi, hạ tàu không có được, cái tàu này lớn dữ lắm, nó bằng mấy cái nhà ghép lại á, làm sao mà hạ được. Anh cảnh sát kia ảnh mới lấy một cái bình ga, mới lấy được cái bình ga trên tàu xuống mọi người. Đó anh đang bỏ xuống kìa, tại vì á ở trên tàu này á toàn là ga nè, dầu nè, nhiều lắm, nó nổ, hồi nãy giờ nó nổ dữ lắm. Em mới thấy anh cảnh sát ở bên tàu này nè, mới lấy được cái bình ga đưa xuống á.
tàu này mà muốn hạ xuống là phải dùng máy rất là lớn mọi người, dùng máy. Xong người ta phải chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ đó, người ta kê con lăn, kê gỗ gì tùm lum hết người ta mới hạ được cái tàu này. Đâu có phải đơn giản đâu mà hạ. Đã vậy á, mọi người biết nó nóng kinh khủng. Một cái đám lửa mà nó to như thế này, nó nóng. Mình đứng ở gần thôi mà nó còn nóng kinh khủng, làm sao mà người ta ở dưới đó mà người ta kéo được tàu mọi người. Em có thể tìm cách nào cho chị miếng pin không? Chị còn hết pin. Ừ, đúng rồi, cấp điện, đúng rồi. Cấp điện. Cái chỗ đậu ghe này nè, là mấy nhà nó vuông á, còn là ghe không á, ghe đậu gần nhau không á. Để người ta, cái này là bãi sửa chữa mọi người hiểu không, người ta kéo lên bờ người ta sửa chữa. Mấy ngàn mét vuông đây nè, cái đám cháy này nó lớn kinh khủng, nó nóng dữ lắm, ai mà dám tới mọi người. Lúc đầu khi mà em phát hiện chạy ra là người ta còn ở trên mấy cái ghe xung quanh này nè, người ta còn cố gắng người ta cứu đồ, người ta cố gắng người ta lấy bình ga lấy dầu đồ bỏ ra đó, nhưng mà không có kịp luôn á. Không có kịp lấy đó, tại vì khi mà người ta phát hiện ra là nó cháy có một cái đám nhỏ xíu trên kem giữa kia kìa, là người ta xung quanh người ta đã cố người ta cứu đồ rồi. Xong rồi gió nó lớn quá, từ cái một cái đám nhỏ thôi nó bùng lên rất là nhanh luôn, là vẫn là cháy lan ra hết 5-6 ghe xung quanh này cháy hết rồi. Làm sao mà cứu được, làm sao mà kéo ghe vào được. Ở đây á, em nhìn thấy á, là sao ở bên kia nữa, 7, là cháy 7 chiếc rồi. Còn không biết là chính xác là mấy, không biết chính xác là mấy chiếc, nhưng em nhìn thấy thôi đó, là 7 chiếc. Tại vì cái phía xa xa kia là nó, phía xa xa kia mọi người là nó nhiều lắm, nó nhiều ghe lắm, không phải có vài chiếc như vậy. Thuốc ở đằng kia khói vẫn còn mịt mù, nhưng mà em không biết là mấy chiếc đằng đó nữa. Em chỉ biết là em nhìn thấy là 7 chiếc rồi đó. Khói đen có thể nó còn hơn. Có, đúng rồi. Lấy đi, chị hết rồi. Cho chị một chai nước nữa nha Phương. Là cho những người chưa mới vô tàu á, là mọi người biết ở đây là hiện tại tới mấy trăm người gọi là cứu hỏa nè, công an nè, bộ đội nè, cả mấy trăm chiến sĩ ở đây. Và người ta có mặt ở đây từ cái lúc mà đám cháy nó mới còn nhỏ nha mọi người, chứ không phải là không cứu đâu, nhưng mà nó lớn lắm, nó lớn và nó lan ra rất là nhanh đó. Bây giờ bắt đầu là cái chiếc kia nó bùng lên nữa, làm sao cứu. Dạ đúng rồi. Chắc là nó cháy vô tới chỗ dầu, bây giờ nghĩ là nó vô cái khoang dầu nó bùng lên như vậy, nó nổ nữa mọi người. Ở trên ghe nào cũng có dầu với lại có bình ga, tại tàu này là tàu người ta đi ra khơi xa lắm, trên tàu nó nhiều dầu nhiều ga lắm, chứ không phải là cái tàu là gỗ không đâu. Khi mà nó cháy vô cái chỗ dầu á là bắt đầu nó bùng lên dữ dội như vậy mọi người. Là từ cái điểm này tới cái điểm này là 20 mấy mét đó mọi người, không có nhỏ đâu. Mọi người thấy cái nhà không? Hai cái căn nhà liền kề nè.
mà còn đây cái ghe nè. Là mọi người thấy nó nổ đó. Nó nổ đó mọi người, nó mới nổ đó. Nó sụp cái cây bự dài ở trên tàu đó, nó sập luôn rồi nè. Nó sập xuống. Xem. Hốt mồi à, nhanh đi. Lẽ trời cười nữa trời. Ủa, chỉ còn cái này thôi hả? Cái này nó yếu, cái này nó quăng vào đường luôn. Thì xuống đâu được. Giờ xuống được rồi. Nói không? Anh nó chạy thì... Vậy hả? Em không dám chạy, mấy cái ông nó bự chạy từ tí. Em quăng vào đường luôn à. Mấy cái ghi này là không có đến mấy cậu. Mấy cái ghi này là cậu là tàu chiếc đầu tiên này, nó xong rồi. cái ông chủ ụ là lo cái chi phí này.
chi phí này chứ là không phải bình xẹt nữa. Cháy chưa bên chân muối thôi mà cháy rồi Yomana phải bị cháy mấy chịu trước mặt Yomana, Yomana chịu cháy bên chân muối. Còn cái ghi này mới cậu hai bà đèn bà có lúc mà cháy cái ghi này là mấy bà đèn bà bước qua cái ghi này rồi đi xuống này, tại vì đó là chị vô tới đây là chị thấy mà chị nghĩ là nó cháy cái giữa nó có cháy lửa là nó cháy nhỏ thôi, nó bảo là còn ở trên kia luôn hai bà nào. Còn mấy bà nó là đúng thầy mà cái bà làm đúng rồi, nhưng mà ý là hồi nãy giờ mình có nghe là còn người ngoài đó không? Không, không người là đâu chạy đó là đúng rồi, không có người đâu, tại cái này nó cháy thật chặt từ từ lúc đầu đi hại này để nâng ra con la chứ sao thấy bất cứ là người ta lo tới là mình sợ mấy cái người đang ở trong hầm á, kiểu là người ta làm người ta không biết 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 mà người thì không có gì nghĩa là thì cài tài sản không để mình cái là rồi mà sao mấy ông này dở ghê, như lưu bù có như lưu bù lúc mà nó cháy là tao phải xin cho tao cháy trước đi. Lúc mà tôi đang ngọt thì mình không lúc mình đứng đầu ý là lúc đầu là em thấy cháy một ngọn lửa có ngọn lửa cây dừa á, cây dừa nhỏ nhỏ ở ngoài đâu không, đầu tiên thấy một ngọn lửa em chạy ra là cháy rồi đó bộ đội ở ngoài phía sau kia đứng ra hai á về chị ra có lửa áo kìa áo xanh áo biếc áo gì đó cháy thì lớn như bộ mấy chục tỷ cũng lớn. Đâu nãy có điện có nước chứ, cúp điện mà có nước.
hồi nãy cũng lấy nước thịt đó, thịt từ bên đây với ông Thành lên lấy ấm hai viên bột lại thịt sơ sơ đó, cái tắt ra xong rồi lấy cái dừa vô. Bà á, cái dừa ở căn nhà của hai và có cái gì một mấy chiếc trong gì đó tôi không biết sao có hai giờ thằng nó lại chụp lúc đó hai giờ mấy đâu hai giờ mấy tôi giờ mình lại là hai giờ mấy ờ thì chuyện đó nó tự nhiên ở trong xe thì nó ông sao người tự nhiên ông sao người ta đi một kia tự nhiên ông sao người nó gặp gì không sao nó gặp thấy tôi nó ngoài nghe nên là lặng lặng nó tiếng tôi cứ lặng kia mà tại trong bụng á tại nó còn nóng á cho nên ta chọn nóng lại á ta thịt cho người á nó ăn ỉ đâu biết được giờ mà trên tàu còn ai á quá trời luôn á.
Tôn nào
nào á, nó đập tâm giờ lâu không? Như đập cơm đúng không? Dạ. Em cũng là người ta làm tôm kéo tôm từ bên kia. Ai làm cái tôm nào cũng ra. Ở trên cầu Thank you.
dặn như vậy rồi, nó thật tốt, nó nói là mọi người thấy không? Hả? Chị kia má hư bỏ bên kia lầu, ngon. Rồi con có chi giờ không hả? Sao không? Dạ chạy chi đỏ về ơi. Nhưng khóc, ghê tắt đi, kêu khóc, nhưng nó phải kêu khóc.
Ủa ghê tao khóc tao đừng khóc. Tính ra là anh ghê vậy em là ngồi lên ngồi cười này. Là nặng nhất luôn. Cuối cùng ghê đâu bị đâu. Ghê đầu tiên nãy. Ghê đầu tiên uống hả? Hả? Đó. Ghê này cái xuống đổ lên như ghê dứ. Giữ mặt đầu nó mới tẹt lên ghê hôm nay. Cái ghê hôm luôn. Tao mới là tổng rồi. Hả? Ghê này đâu bị đâu. Cuối cùng nó len nó gió tẹt bay lên nè. Bị nặng nhất luôn.
con là mấy chú mấy con đi con nói nhiều
đi mà đi. Nãy giờ chị nói chuyện cô không biết đâu, ngay khúc kia nó kẹt luôn. Rồi má đi một dãy, cái đường nó nhỏ hết, đổ quá trời xe luôn. Nó nói chứ hồi nãy có một chú đi đường con mà mấy xe chén luôn. Nó đi rồi nó chụp cái dãy quá. Chị ngồi nó tắt đi bên em không có còn, em không có còn pin dự phòng nữa. Mà bây giờ trời sập tối rồi. Chắc là mà tối rồi em không dám ra ngoài này, nó tối thui. Mấy ngàn mét vuông mà nó đâu có đèn đâu mọi người, nó ngoài trời mà. Tổng luôn cái bên nhà em chứ để bên đó là mấy nhiêu, 5-6 xào vậy đó. Là rộng lắm mà không có đèn. Không có đèn. Cho nên là mà em cũng hết pin luôn, chắc là ngày mai, sáng ngày mai em mới ra em. Sáng ngày mai em ra em quay để coi thử như thế nào. À, dạ theo báo ghi là chắc 10 chiếc nhưng mà em không biết nữa. Thôi em cúp nha mọi người. Rồi em thoát like nha. Có gì mai em cập nhật cho mọi người xem. Em chỉ em cầu mong là đừng có thiệt hại gì về người. Tại vì khi mà em phát hiện ra cái cháy á, là em thấy còn nhiều người trên mấy cái tàu này nè. Người ta cố gắng, người ta cứu đồ. Thì một lúc sau thì em thấy mấy người còn đây, người ta chạy rồi. Nhưng mà mấy cái tàu ở phía xa kia em không biết là nó có ai hay không. Em chỉ cầu mong là đừng có thiệt hại về người. Thiệt hại như thế này là đã quá là đau thương rồi. Em cầu mong là đừng có ai bị gì hết. Em đem cái này về trước cho chị.